Quý vị khán giả thân mến, từ đầu đến giờ thì tôi bị cuốn hút bởi trò chơi, bởi diễn biến trò chơi. Nhưng mà thực sự là tôi cũng bị cuốn hút bởi một người khác. Đó là một bạn trẻ có bộ áo rất đặc biệt, phải nói là rất lóng lánh. Và anh ta đang đứng cạnh tôi. Bạn định tham dự chương trình Rung Chuông Vàng với tiết mục gì đấy ạ? Mình định tham gia tiết mục nhảy Michael. Nhảy Michael ạ? Có nghĩa là Michael Jackson đấy ạ? Dạ vâng ạ. Tức là bạn nhảy giống Michael Jackson? Vâng, chính xác ạ. Bạn tự đánh giá là mình nhảy giống tới mức nào ạ? Cũng khoảng tầm 80-90% ạ. Vâng, một tiết mục rất đặc biệt để cổ vũ cho tinh thần của các bạn sinh viên quay trở lại sàn thi đấu. Bạn học nhảy bao lâu rồi ạ? Mình tập nhảy từ năm lớp 6. Từ năm lớp 6, vâng. Thế và động tác nào, thôi cứ nói động tác nào đơn giản nhất, dễ tập nhất bạn có thể dạy cho chúng tôi không ạ? Để các bạn sinh viên lát nữa cùng nhảy theo. Chả, động tác xoay chẳng hạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục đặc biệt của bạn trai này và chúng ta hy vọng rằng các bạn sinh viên của chúng ta sẽ quay trở lại sàn thi đấu và thi đấu rất tốt, rất tốt. Bây giờ sẽ là tiết mục đặc biệt.